Hôm nay mình sẽ tiếp tục combo cho các bạn. Và combo chúng ta ngày hôm nay Chloe không phải rồi, Chloe chỉ là phụ trợ thôi. God hình mình, thân diệt quyền mới là đam chính và đam chủ lực. Kế đến là gậy lôi thể Bully V2 của chúa trời Ino. Ủa tại sao mình không chịu nâng đam vào trái lót ta? Khi mà hai cái này kết hợp là mình là như chúa trời Ino nhập rồi. Giờ mà mình đổi cái kinh nữa là quá là tuyệt vời luôn. Ở trời ơi, cái áo xì heo. Chúa trời Ino nào mà bẩn bựa như mình các bạn. Rồi không sao cả. Quay trở về chủ đề chính chúng ta ở video lần này. Thì mình sẽ sử dụng lôi để phụ trợ ba chiêu của lôi thì nó tuôn quá là khủng rồi. Kết hợp với ép di chuyển chớp nhón thì tầm 30 giây nữa thì các bạn sẽ hồi được 3 lần dịch chuyển. Nên là sử dụng trái Guru tuôn thì nó sẽ tốt hơn là Hiê và Yami. Kế đến là nó có đến 3 chiêu này các bạn đây nè. Một chiêu tuôn này ha. Rồi hai chiêu tuôn này. Rồi kế đến là 3 chiêu tuôn này. Đó. Cộng càng lâu thì quả cầu càng bự. Đấy. Mục tiêu cũng khó có thể chạy khỏi quả cầu này khi mà các bạn xác định được cái phương hướng mà di chuyển các bạn chỗ trước đó thôi là chạy đường mô tô đường đất nào nữa. Và chiêu bảo sấm và chiêu hiên lôi giáng thế thì nó hồi rất là nhanh luôn. Hơn là Hiê mà các bạn sử dụng chiêu V. Còn chiêu C của Hiê thì các bạn tuân thì nó rất là khó có thể trúng được. Phải cần kết hợp với chiêu V. Nên là cái này tuân để mình sử dụng thì nó quá tốt rồi. Các bạn sử dụng Hiê thì bạn vẫn xài Hiê ok. Có bạn nào xài tốt Guru thì xài Guru thì mình thấy là nó ngon hơn á. Tại mình có thể trốn chạy bằng chiêu dịch chuyển được. Rồi ok. Với combo này thì việc đầu tiên các bạn cần làm là mình sẽ bắt trúng X, C hoặc V. Ba chiêu bắt trúng chiêu nào cũng được hết. Rồi mình sẽ lại ha, mình X này. Rồi các bạn sẽ X bu lê vào đầu nè, rồi Z bu lê nè. Rồi Z gót lên mình nè. Các bạn có thể bật tộc trong lúc mà các bạn đấm cuồng thú ha. Rồi các bạn C nè, các bạn bạch ảnh kích này. Cái này là mình làm chậm nha. Mình làm nhanh thì nó không phải là như vậy đâu. Đây mình sẽ làm lại với một tốc độ nhanh cho các bạn xem ha. Đó mình làm lưu lẹ luôn. Đó, C, X vậy thôi. Đơn giản. Nhưng mà cũng kỵ đánh với tộc kỳ cá nha các bạn. Tại vì cuồng thú thì có 3 chiêu, bu lê thì mình chỉ có 2 chiêu thôi. Nếu mà các bạn sử dụng tộc thức tỉnh đó thì cho thêm một vàng lôi chiêu này nữa. Rồi thêm ná cao cham 2 chiêu nữa thì các bạn có thể đánh với tộc kỳ cá nó khỏe rất là nhiều. Còn combo này thì nếu mà ta bật tộc V3 lên thì các bạn đừng có tiếp tục combo mà nhả ra để giữ lại chiêu lục thức với bạch ảnh kích. Tại cái chiêu bảo sấm này hồi lắm. Rồi các bạn canh mục tiêu. Rồi bạn lại đánh bảo sấm. Và bắt đầu các bạn vô lê thêm một lần nữa. Thì tộc người cá V3 người ta đâu có thể mà hồi nhanh được đâu. Nên là đó là cơ hội để mình phản công tộc người cá V3 nha. Còn bây giờ thì bắt đầu đi săn bounty thế nào? Sao bạn đứng đây mà buồn mà khéo? Mà sao mình tới nơi liền vô lê vô liền. Cuồng thủ lô thức lên đường. Sẵn đi Tây Thiên thỉnh kinh thay thế đường tăng luôn nha. Chất độc màu da xanh hình hụt. Trời ơi, dính cái chiêu long cẩu thủ mà bãi cũng dính chiêu của mình rồi lẫm liệt. Ai chà, rau đó. Trời nhíu con rồng đó mình trúng là tiễn dông mình rồi. Bạn đó cũng bật tộc người cá đi chứ. Đánh với tộc người cá là cái tiêu chí đầu tiên của mình không đánh. À, giờ coi tộc người cá nữa ha. Chờ còn cái nịt này chơi với mình. Gỡ ngược dòng, lội ngược dòng các bạn ơi. Tên kia rút cuộc cứ chạy đi đâu. Lột thức, bát ảnh kích. Quả điểu tung cánh bạo phong trước quốc lối chân lông bạo xâm. Chết liền, mình đang thức tỉnh tộc mà các bạn. Nên là cái hệ thống chiêu lôi của mình nó gây sát thương cũng bình thường như là các bạn nâng vào điểm của trái lót thôi. Chạy con tòa đầu công nó dí mình rồi chạy thôi ra đây. Nó ra rồi nè, ra đây. Mình canh cái bảo sám sẵn mình gió vô đầu. Lướt vô hạ lôi ngục cuồng thú lột thất bạch ảnh kết lên đường ngay lập tức luôn. Là ra đây kiếm gì đây nè, chơi liền. Đừng có để cho mục tiêu mà đẻ trứng hay là sức một chiêu nào hết nữa. Lại tộc người cá nữa. Chán nản rồi chứ. Lôi diệt cầu tộc người cá cũng chịu không nổi pha này đâu. Đâu ra hả. Này thì ra. Còn chiêu nữa ha, chơi với mình. Chiêu mình hồi đầy đủ hết rồi. Các bạn thấy chưa, một nhân vật mà bé nhỏ số lượng bounty ít như vậy mà có tộc người cá là các bạn thấy thiệt thòi mình bê chưa. Bởi vậy tộc người cá này các bạn xài nhiều lắm. 80% ngoài server là các bạn xài tộc người cá rất nhiều nha. Tưởng trốn ngoài biển là không ai đánh được hả? Tới nơi liền đó ở. Ủa sao kỳ vậy? À nè, cái đám được mẹ.
nãy là lôi nó đánh xuống biển các bạn ơi. Cái thuyền của bạn đâu có cách điện hay sao đó, đánh không trúng mà mình phải gõ vô đầu, mình vố vô mỏ bạn đó. Bạn đó mới bị dính chiêu thôi, cuối cùng bạn đó cũng phải nằm xuống. Trời ơi, thử sang sang tới nơi rồi chạy đâu, trời cũng giờ đi lụm rêu ăn. Cái này mà lụm ra cái chén là tức ói máu luôn nha các bạn. Tại vì vừa lụm chén định triệu hồi boss admin, chuẩn bị có được Yoru Mini rồi. Quýnh cái bạn đó nằm xuống là cơ hội Yoru Mini của bạn đó coi như là vụt tắt luôn. Ông nội lão tổ, bộ lão tổ chưa đủ trâu hả? Có cái đuôi cá, tàu người cá đi chứ, chán cuộc đời thiệt. Lát thức tỉnh rồi chờ đâu quýnh lợi. Còn bạn này nhảy vô đây kiếm gì đây? Lão tổ ta chạy mất rồi. Lão tổ mình chửi cái chạy mất tiêu rồi. Ấn ăn là cậu báo đời. Báo đời định ra báo lão tổ mà lão tổ chưa kịp để cho lão báo. Lão tổ chạy đâu rồi, đâu rồi, lão tổ đâu rồi? Ta gơ, lão tổ leo lên nóc nhà đứng trển luôn rồi. Lão báo định ra báo lão tổ mất miếng bao ti mà đâu kịp báo đâu. Lão tổ thấy lão báo ra sợ quá chạy mất tiêu. Của ông thần này đánh đi chạy gì mà đúng rồi, người ta mạnh quá, ta giết chạy không. Vừa lú đầu rồi đạp mình. Đạp đầu nè. Dính trên đó là nó nói khỏi cần chạy qua cái chỗ tay le dịch chuyển đi, nó chuối này nè, không lâu à. Đã đạp mình một mình quýnh 10 các bạn thấy chưa. Ai quýnh mình một mình trả gấp đôi, trả gấp 3, gấp 4 không nè. Lối như cầu giáng thế. Chết rồi, nó chết lâu rồi ngọn. Đừng tàu người cá được rồi, trời ơi né gì. Mình mà không có tàu xe bót là bạn đó né hết chiêu của mình luôn các bạn. Né được cái cuồng thú là né được cái lục thức, né luôn được cái bạch ảnh kích đó. Nên là các bạn cuồng thú trúng thì cứ bật tàu xe bót lên là chắc chắn ăn liền. Con quỷ thỏ này làm cái trời đó cơ, bị ma nhập hay gì, anh chạy lại đóng băng. Mà mình đâu, mình trên nóc nhà, mình bay trên không đóng băng hả. Con thỏ điên, ra đây nữa. Thỏ này ra chim chuối lần hai nè. Chuối lột thức bạch ảnh kích, đánh luôn. Thà anh dư đừng để cho anh thiếu tao cụ miếng máu, tao chạy uổng lắm nha. Dí cũng mệt, cũng mất thời gian của mình chứ bộ. Màn giao đấu gì đây, mình vào mình tham gia dí chứ. Lôi điện xuống liền, tao gâu. Tao chạy mất anh giờ này đấm mu chi, tao chạy mất rồi đấm mu chi gì nữa nè. Tao tới nơi tao lôi ngục phía sau nè. Cái cuồng thú cộng nội kia định lợi KS ra nó làm gì kịp, tao có bật tọc lên luôn chứ. Chậm quá, cỡ đó mà ta nhảy chiêu xe electric vô, ta bỏ giai đoạn bật tập là có thể là ăn được rồi. Bởi vậy lên channel Trelly xem nhiều những cái mẹo, những cái thủ thuật KS đi, để biết được kinh nghiệm KS rồi làm được cái pha đó là có multi rồi. Mà cũng miếng máu lạng quá nha. Để ta cho lạng hướng nào, ta gu. Lạng nè, nó cũng chết ra. Chết dưới tay mình thôi đây, chạy hướng này chứ gì, ông nội kia định lợi KS không có kịp đâu. Nó có kịp giờ đứng ngáo không, ngáo á. Ngó thì ta giỏ, ta vố liền. Còn miếng máu thấy ham chưa, trời ơi, Mochi trồng chút, ôi cha, rồi, bị trúng Mochi dạng đấm xuyên tâm rồi. Tao ăn luôn cái Mochi vòng quanh thế giới này nữa, ấy cho, hình quá. Bạn đó làm hụt chiêu đó nha rồi, sao nó chết. Xác định mục tiêu đi, chết là cái chắc rồi. Nhảy lên hướng đó mà ngay cái tầm đấm của mình là mình thôi liền, thúc liền. Từ buổi nãy giờ đứng đây chờ chắc hạn hán bam ra. Không móc khu liêm thì cũng bị người khác móc nữa, lại tàu gá nữa. Thấy tàu gá ứng ăn thì chứ chạy. Trời ơi chọi lốn đi trước luôn rồi. Cỡ mà nhích xíu nữa, tí nữa được rồi. Bình thường là mấy bạn khác lướt lẹ lắm. Còn bước qua cái cổng này định trốn đi đâu, chạy ra biển phải không? Ra biển nhắm thoát được không nè. Thoát đi. Oh yeah. Thôi vô một đấm ở đó mà giết. Bây giờ ai cha trời, nhíu nha, đen phao cầu nha, đen đít nha. Đánh điện đánh sai rồi đây nè, nó chọi cho quả cầu xuống ra nè. Đánh không, cũng đánh lâu điện với mình không. Kinh nghiệm mình sử dụng Goro cũng mấy ngày rồi, nó cũng lên trịnh xíu rồi chứ. Lúc trước mình ít sử dụng Goro, sử dụng rất là gà, nhưng mà từ khi sử dụng được giờ là mình quá là ghiền luôn rồi. Đánh Goro được sướng lắm các bạn, nhất là chọi có lôi diệt cầu bá chém chắc lửa. Ui trời. Bay trên không không nha, khó canh nha, đây nè, lôi diệt cầu, trớt quớt trơ quơ luôn, không trúng gì luôn, không trúng được cái cộng lông của bạn đó nữa. Cũng trúng cái pha kia chứ, tộc người cá, còn nữa ha, mà bật lên chơi với mình, bay miêu liền. Thấy mục tiêu từ phía xa là ba phát, mình te le trời rồi, cuối cùng cũng dính đường điện là bạn tôi rồi. Giờ cái tộc người cá của ôi, vậy mà vẫn thoát được nha, đá liền. Ê, hình như là mình thấy bạn đó chat anh gì đó. Vậy là chắc bạn fan rồi. Trời ơi, hai anh trên, trời đất ơi. Quá ra là vậy, hèn chi. Bạn ấy đang chạy, nhưng cái chợt bừng tỉnh dừng lại. Rồi cảm ơn bạn nhiều nha.
Xài Google rã lắm các bạn. Đó đó đó, tele ba phát lại là mình tới mục tiêu rồi. Giờ là mình dỗ cái bu lê xuống này chạy hướng này chứ gì. Cuồng thú vô một cái là bạn đó tiêu tan theo mây khói liền. Để đo căng thẳng à nha. Để chờ cái lôi diệt cầu mình hồi cái. Đậu bị tưng lên rồi. Đó và bạn đó có song kiếm lợi sấy chiêu Z nữa. Ít trợ có mà. Đậu vừa nói với câu có luôn nha. Có tập hình mình luôn không? Làm luôn cho tiện thể. Trời ơi dính chiêu rồi bạn ơi. Loay ngột. Xài chiêu vô cuồng thú lục thức. À lục thức bạch ảnh kích chưa kịp nữa là bạn đó bay rồi. Bạn đó thăng thiên. Bạn đó quá thành thần du tiên cảnh. Lên một cái cảnh giới mới là về biệt thự. Quèo 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 lăn ghê à, nhảy lên chờ cơ hội nè. Cuồng thú bắt ngang qua thôi là lụm liền. Đó đó. Trời ơi chưa chết. Dài dữ à. Cái này bãi chọn nữa. Tộc cá nữa. Sao giờ mình thấy tộc người cá giờ mình ghét lắm nha. Tức lắm các bạn. Combo đã đời ta bật lên cái phá giải rồi. Gặp thức tỉnh lên có lớp giáp nữa. Chạy đi đâu nè. Lôi diệt cầu đi đâu. Bộ lê lên nhẹ nhàng thôi. Cuồng thú rồi chưa cuồng thú nữa. Là bạn đó là quá thành tro bụi. Quay về miền Yama. Đông vui thế cho mình tham gia đựng tộc người cá nữa nha. Tộc người cá ứng lắm. Chạy đi đâu đá nhẹ cái nữa là xong trời. Ủa chưa chết nữa. Ủa lì dữ ta. Để coi coi đây nè. Lôi diệt cầu. Giờ mình te le lại mình bu lê cái là sao. Đó nhẹ nhàng. Bạn thấy guru chưa. Ta chạy mình vẫn có chiêu để mình dí. Còn mà mình sử dụng những cái quỷ khác thì khó có chiêu để mình dí. Mình phải nhờ mili và nhờ vũ khí để mình rượt. Đã chưa kìa. Còn miếng máu trời ơi trời ơi. Cái này phải ăn thôi chứ chờ gì nữa. Lục thức hồi cái là mình lụm liền à. Giờ mình chỉ cần mình gồng mình đấm lục thức thôi. Tao gồng đá cái bà đánh kích luôn. Lũi lũi chạy. Cái đó dạng mà hết máu tông sản sang đó các bạn. Cuối cùng một phát bạch ảnh kích. Định giang sơn định càng khôn chạy đi đâu. Dữ vậy sao đúng băng phía dưới luôn. Nhưng mà trước quốc cho qua trời tà độc công gì mà chiêu gì quá trời vậy. Để mình quốc băng này trước đi. Rồi mình sẽ tính những người khác. Giờ chuyển qua mình tính những người khác này đông lắm. Ôi chà 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 chà. Thức tỉnh lên đông quá các bạn ơi. Không thức tỉnh là mình ngu. Ôi dạy thức tỉnh dí đánh đông vậy mà nè. Chạy đi đâu. Tên này sẽ là tên chết tiếp theo nè. Trời cũng lăng. Lăng Mung Chi chạy rồi khó dí rồi. Trời ơi không chịu lăng Mung Chi chạy luôn. Chắc quảng bấm lộn cái thả nút ra đó các bạn. Lăng chạy luôn là được rồi chết. Bu lê là chết rồi. Còn ai xuống đây nữa. Bu vô đây. Tạc ô tạc ô. Ui đông. Hãy tạc ra là đông lắm các bạn. Tụi nè. Tập cá nữa nè. Mình quýnh ông nội đèo. Ông nội kia té chết các bạn. Ông nội kia thấy mình đánh mệt quá té xỉu luôn à. Dạ bị yếu tim á. Giờ tới tên này. Tên này chết chắc rồi. Tập cư cá hết rồi chứ gì. Tập cư cá hết là chỉ có nước là bê bết với mình chết. Lâu chấn lông rồi lên đường. Tại con tới tên tiếp theo nữa. Gì quá trời vậy. Từ từ người này người kia. Gì đến nhiều quá làm sao mà gắn hết rồi. Động băng cái gì mà động băng không biết nữa. Giật điện đây nè. Đây nè. Cái lâu gì cầu tới nơi rồi chết. Tè le lỡ liền chứ. Trời ơi. Nhân cơ hội lại là mình tém hết. Trời 3 trên 3 luôn rồi quá tuyệt. Đứng đó làm gì trời út. Ui mình ra là ngon rồi. Hộp tên này đi. Tộc người cá nữa đi nha. Không có tộc người cá thì chết rồi. Chưa chết nữa. Con quỷ dám xả ta độc công. Chạy vô đây. Chạy vô đây thì chết. Chết. Chạy dướng cây để núp trong hốc cây để chọt ổn ông cho ra quất mình hay sao á ta. Suy nghĩ những cái kiến thức mà admin chưa thêm vào. Đến nữa rồi đó, tới nữa rồi đó, báo giờ bắt đầu báo mình rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Bam chiêu quá mà mình có mấy chiêu này nè, bam chiêu nè. Đa cho cái bạch ảnh kích nữa ngay nhị luôn, bam chiêu. Tưởng nó bam là ngâu ăn ngầm mình đánh lừa. Thường thường cái giai đoạn mà mình còn miếng máu là giai đoạn mình có thể lội ngược dòng. Tại vì người ta là phải gấp ăn, mà gấp ăn thì ta sẽ lộ sơ hở thì mình canh gai sơ hở đó, mình chọt là mình lầm. Nữa cũng ba báo này nữa, nó báo đi, báo làm gì, báo trợ thấy tộc người cá. Tiêu chí của mình là không đánh với tộc người cá đó. Mà giờ tộc người cá thức tỉnh nữa. Biết là mình thức tỉnh cũng được nè nè. Chết nè. Tộc người cá trời ơi. Trời ơi bật V3 lên kịp. Tức. Cay thật sự. Cay quá cay. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Ba báo kìa. Muốn chết đây nè. Lôi chân lòng. Giang dành
thiên hạ báo đời báo đốm, cuối cùng bị Lôi Chấn Long bị rộng quẹo cua tiêu diệt. Quá nhục, quá nhục, quá mạn nhục. Lôi Chấn Long chiêu mà đã tiễn ba báo xuống hoàng tiền thì tin giác hạn hán hay là bạn này cũng không chịu nổi đâu. Đây bô lê vô rồi trước quốc trôi qua luôn, lồn thức tới nơi liền, chứ ở đó mà trở trùng giác lẫn định kéo móc mình thôi à. Ở đó chờ những người hữu duyên đến săn cái cặp sông móc của mi đi. Trời cuối lẽ ghê gớm dằn dện vậy. Đằng ốc sử dụng cái cây tri đình kéo nè, chết chết bạch ảnh kích là lên đường ngay. Kéo này thì Lôi kéo hả? Còn con quỷ này chạy đâu chạy dữ rồi trời đất ơi, không coi mình ra gì. Rồi ông đứng yên rồi cũng quăng chuột luôn, nó không cử động cũng không bật tộc lên để kháng cự gì hết, coi như số trời đã định rồi. Thôi được rồi các bạn ơi, 23M luôn rồi, đội săn lố dữ người ta. Thôi không sao cả, 23M rồi, đã đạt được một cái cục móc hoàn toàn mới nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này, và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại nha.